phẩm Upali và Ananda, một La Mã Upali và giới bổn. Bây giờ có tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích các học pháp thiết lập cho đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc? Này Upali, do duyên 10 mục đích các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Thế nào là 10? Để tăng chúng được cực thiện, để tăng chúng được an ổn, để chặn đứng các người cứng đầu, để các thiện tỳ kheo được sống an ổn, để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại, để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai, để đem lại tình tín cho những người không tin, để làm tình tín tăng trưởng cho những người có đồng tin, để diệu pháp được tồn tại, để luật được chấp nhận. Do duyên 10 mục đích này, này Upali, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu trường hợp giới bổn Patimokkha được ngưng tuyên đọc? Này Upali, có 10 trường hợp giới bổn Patimokkha bị ngưng tuyên đọc. Thế nào là 10? Khi có người phạm Balaji tội ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về người phạm Balaji tội chưa chấm dứt, khi có người chưa thọ cựu túc giới ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về người chưa thọ cựu túc giới chưa chấm dứt, khi một người từ bỏ học pháp ngồi trong hội chúng, khi cuộc thảo luận về người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt, khi có người thiếu năm căn còn ngồi trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người thiếu năm căn chưa chấm dứt, khi có người ô nhục tỳ kheo ni còn ngồi trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người ô nhục tỳ kheo ni chưa được chấm dứt. Này Upali, đây là 10 trường hợp giới bổn Patimokkha bị ngưng tuyên đọc. Hai La Mã, người đoạn sự: Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo thành tựu bao nhiêu pháp để được làm người đoạn sự viên? Này Upali, một tỳ kheo thành tựu 10 pháp để được làm người đoạn sự viên. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vì tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp như vậy, vì ấy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc tụng bằng lời, được quán sát với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Patimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vì ấy được khéo an trụ trên luật, không có dao động, có khả năng làm cho cả hai phe chống đối không hiểu, chinh phục họ, làm cho họ thấy, làm cho họ hòa giải với nhau. Vì ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự, biết các tránh sự, biết tránh sự sanh khởi, biết tránh sự đoạn diệt, biết con đường đưa đến tránh sự được đoạn diệt. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, tỳ kheo được xem là có khả năng làm vị đoạn sự viên. Ba La Mã cựu túc giới: Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp một tỳ kheo có khả năng trao truyền cựu túc giới?
thành tựu 10 pháp. Này Upali, vì tỳ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới, thế nào là 10? Ở đây, này Upali, tỳ kheo có giới sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh thành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp dần và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân, hay khiến người nuôi dưỡng có khả năng làm cho tình chỉ bất mãn, hay khiến tình chỉ bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân biệt chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, một tỳ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới. Bốn la mã y chỉ sa di, thành tựu bao nhiêu pháp? Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo có thể trao truyền y chỉ, có khả năng nuôi dưỡng sa di, thành tựu 10 pháp. Này Upali, một tỳ kheo có thể trao truyền y chỉ, có khả năng nuôi dưỡng sa di, thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vì tỳ kheo có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vì nghe nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Patimokkha khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vì ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân, hay khiến người nuôi dưỡng có khả năng làm cho tình chỉ bất mãn, hay khiến người khác tình chỉ bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, một tỳ kheo có khả năng nuôi dưỡng sa di. Năm la mã phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là phá hòa hợp tăng? Ở đây, này Upali, các tỳ kheo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, thuyết luật là phi luật, thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết, thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai không nói, không thuyết, thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường sở hành, thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành, thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai chế đặt, thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Chính do 10 sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất cộng yết ma, họ tuyên đọc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Upali, là chúng tăng bị phá hoại. Sáu la mã hòa hợp tăng, tăng hòa hợp, tăng hòa hợp. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là tăng hòa hợp? Ở đây, này Upali, các tỳ kheo thuyết phi pháp là phi pháp, thuyết pháp là pháp, thuyết phi luật là phi luật, thuyết luật là luật, thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết là điều Như Lai không nói, không thuyết,
Thiết điều Như Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết. Thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường không sở hành. Thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành. Thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai không chế đặt. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. Dưới mười sự ấy, này tỳ kheo không phá hoại, các tỳ kheo không chia rẽ, các tỳ kheo không hành bất cộng yết ma, các tỳ kheo không tuyên độc giới bổn và tỳ mô kha khác biệt. Cho đến như vậy, này Upali, là tăng chúng được hòa hợp. Bảy La Mã phá hòa hợp tăng. Tôn giả Ananda hỏi câu hỏi tương tự và được câu trả lời tương tự như kinh 25. Tám La Mã quả của phá hòa hợp tăng. Một, phá hoại tăng hòa hợp đem lại kết quả gì? Hai, này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. Ba, bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? Bốn, này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. Kẻ phá hòa hợp tăng bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục kéo dài đến một kiếp, ưa thích sự bất hòa, an trú trên phi pháp, an ổn các khổ ách, lại xa lìa từ bỏ. Ai phá sự hòa hợp của tăng chúng tỳ kheo, trong một kiếp người ấy bị địa ngục nung nấu. Chính La Mã hòa hợp tăng Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở 36 và được trả lời tương tự. Mười La Mã quả do hòa hợp tăng đưa lại. Bạch Thế Tôn, với chúng tăng bị phá làm cho hòa hợp lại đem đến kết quả chi? Này Ananda, đem đến phạm công đức. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm công đức? Này Ananda, trong một kiếp được sống quan khỉ ở thiên giới, sống an lạc là người, làm hòa hợp chúng tăng, sống an lạc là người, giúp chúng tăng hòa hợp, ưa thích sự hòa hợp, an trú trên chánh pháp. Ai khiến cho chúng tăng được sống trong hòa hợp? Trong một kiếp, người ấy sống quan khỉ thiên giới.